bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền hay bơi lội. Tại ngôi trường này, học sinh được lựa chọn môn thể thao yêu thích để phát triển theo khả năng của mình. Chính vì vậy, giáo dục thể chất không chỉ là môn học mà còn là thời gian vui chơi bổ ích mà Thục Quyên rất yêu thích. Con rất thích cảm giác được di chuyển, xong rồi được đỡ bóng và được vận động cơ thể của mình ấy ạ. Thế nên là con rất thích học tiết bóng chuyền. Thì các bạn sẽ có được cái lựa chọn cho mình để các môn thể thao mà phù hợp với thể chất và phù hợp với cái yêu thích của mình. Thì cái việc mà các bạn được lựa chọn các môn thể thao học tập theo cái yêu thích của mình thì thứ nhất nó là đã tạo được cái sự hứng thú cho các con. Hiện không nhiều trường có chương trình và hệ thống học tập thể chất phong phú như vậy. Môn thể dục trong các trường phổ thông vẫn bị coi là môn phụ trong khi áp lực các môn học khác ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, tại các trường nội thành, do diện tích hẹp nên các môn thể thao cho học sinh lựa chọn cũng rất hạn chế. Trường học này đã phải liệu cơm gắp mắm lựa chọn các môn học cho phù hợp với cơ sở vật chất. Nhà trường đã lựa chọn đó là môn cầu lông và môn bóng rổ, rất phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, là không gian bé. Một nghiên cứu mới đây của Đại học Sư phạm Hà Nội đã chỉ ra, bất cập của giáo dục thể chất trong trường phổ thông hiện nay không chỉ là do hạn chế về cơ sở vật chất, mà ngay cả đội ngũ giáo viên cũng đang bị thiếu hụt. Chính những điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến học sinh không mấy hứng thú với giờ học giáo dục thể chất. Nó sân nó hơi bé, mà lớp thì nó khá đông nên là rất là khó chia người để mình tập. Với cả có những bạn như kiểu nữ thì không tập được thì cũng không biết là ngồi đâu. Các bạn nữ thì thường phù hợp với những cái môn mà như kiểu nhảy dây, bóng chuyền nhiều hơn. Thì có lẽ là trong tương lai trường sẽ cho thêm những bộ môn đó vào chương trình dạy và học. Nên là em rất mong là trường có thể cho những bộ môn đó vào. Thiếu về không gian, đôi lúc cũng thiếu về mặt cơ sở vật chất cũng như là các cái dụng cụ cho cái vận động ấy, khiến cho những cái giờ giáo dục thể chất thì có nhiều giờ nó lại thiên về lý thuyết. Và có rất là nhiều bạn học sinh cứ đến cái giờ thể dục cứ coi như đấy là một cái giờ nghỉ thôi. Cái giờ mà kiểu ngồi để mà coi như là thư giãn hoặc là giảm cái stress trong cái thời gian học ở trường. Theo các chuyên gia, đã đến lúc cần thay đổi tư duy, nhận thức về môn học này. Từ chỗ là môn phụ, cần nhìn nhận môn học này có vai trò quan trọng, là hoạt động vận động không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi học sinh. Qua đó cần sự đầu tư thích đáng về cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên, giúp các em nâng cao thể trạng trong giai đoạn vàng phát triển thể chất.